Tây Ban Nha trao vận mệnh cho dàn sao trẻ. Lần đầu cầm quân dự World Cup, huấn luyện viên Luis Enrique đặt trọn niềm tin vào dàn cầu thủ tuổi đôi mươi hứa hẹn sẽ giúp tuyển Tây Ban Nha tỏa sáng tại Qatar như cách La Roja. Từng để lại ấn tượng rất mạnh Euro 2020 lẫn hai kỳ Nations League gần nhất. Đã 4 năm trôi qua, World Cup 2018 vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với Tây Ban Nha. Biến cố xuất hiện từ việc huấn luyện viên Julen Lopetegui bị sa thải chỉ vài ngày trước trận ra quân của đội bóng này ở vòng chung kết. Dắt giày đến việc Tây Ban Nha ỉ ạch vượt qua vòng bảng rồi dừng bước ngay từ vòng knockout khi thua tuyển chủ nhà Nga ở loạt đá luân lưu. Cộng thêm, 4 năm trước đó không vượt qua nổi vòng bảng Cúp Thế giới 2014 tại Brazil với tư cách đương kim vô địch. Tây Ban Nha khiến người ta phải liên tưởng đến cái gọi là lời nguyền World Cup. Tâm linh là chuyện, niềm tin của mỗi người, nhưng việc sa sút phong độ kéo dài qua 3 giải đấu lớn liên tiếp, World Cup 2014, Euro 2016, World Cup 2018, lại là vấn đề không thể xem nhẹ đối với một nền bóng đá luôn tự hào đứng ở top đầu châu Âu. Ngồi ghế nóng từ tháng 7 năm 2018 và được gia hạn sau 2 năm dẫn dắt La Roja, Luis Enrique đã và đang thổi một luồng gió mới vào đội bóng này. Bất chấp mọi điều tiếng của dư luận, không gọi bất cứ cầu thủ Real Madrid nào đến Euro 2020. Mạnh tay gạt khỏi danh sách dự World Cup 2022 nhiều cái tên đình đám như Sergio Ramos, David De Gea hay Thiago Alcantara. Cựu thuyền trưởng Barcelona không còn phải nhận nhiều lời chỉ trích như trước, đơn giản là những cách tân của ông mang lại hiệu quả trông thấy. Tuyển Tây Ban Nha lọt vào bán kết Euro 2020, chung kết Nations League 2021, rồi bán kết Nations League 2022 đến 2023. Nhiều người tin tưởng La Roja sẽ còn tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, chỉ ít cũng sẽ là một đội bóng đáng xem ở World Cup 2022. Dù ở cùng bảng với một cựu vô địch thế giới khác, tuyển Đức, điều cốt tử khiến đội bóng bán đảo Iberia này không được đánh giá cao chính là khâu ghi bàn khi trong tay Luis Enrique không có được các chân sút thượng hạng. Cựu binh Alvaro Morata là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công nhưng anh chưa bao giờ được xem là một chân sút đẳng cấp. Trong khi đó, Ferran Torres vất vả tìm chỗ đứng tại Barcelona mùa này, Daniel Mo mới trở lại sau chấn thương. Pablo Sarabia chỉ sắm vai dự bị tại PSG còn Ansu Fati chưa tìm lại được cảm giác của một sát thủ trẻ. Việc La Roja không sở hữu dàn sao với nhiều cầu thủ đắt giá hay nổi bật so với phần còn lại của giải đấu, dù vậy, xem ra lại có thể giúp ích nhiều cho Enrique. Một khi áp lực dành cho đoàn quân trẻ trung của ông không quá lớn, tuyển Tây Ban Nha trở thành một trong những đội bóng được kỳ vọng tại Qatar mùa đông này. Luis Enrique trở nên đặc biệt trong số 32 huấn luyện viên trưởng ở World Cup 2022 với việc ông tuyên bố sẽ dùng phương thức livestream để giao lưu với người hâm mộ trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Việc này nhằm tăng cường sự tiếp xúc, cung cấp cho cổ động viên những thông tin hữu ích về đội bóng cũng như quan điểm chiến thuật của tuyển Tây Ban Nha.